Và Thiên Chúa Trời Giêsu, Ngài nói là Ngài sẽ trở lại để cứu rỗi nhân loại. Tại vì Ngài biết lần cuối cùng nhân loại cũng chẳng tự cứu được đâu. Vì có chăng là nhân loại đang tìm đường tự cứu mình. Tìm đường để mà, tức là tự quyết định tìm đường để cứu mình. Nhưng mà trên con đường mình tìm để mà mình cứu mình nhờ đủ thứ hết á. Nhờ hơi thở, nhờ càn khôn, nhờ của ăn, nhờ nước, nhờ đất. Nhờ tất cả những gì xung quanh nếu có thể để mà sống, để mà tìm đường cứu mình. Thế nhưng rốt cuộc chúng ta cũng chẳng cứu được mình, vì chúng ta sẽ đối diện với sự chết. Chúng ta sống bao lâu? 100 năm, 120 năm, 30 năm, cho 500 năm đi, cho 1000 năm luôn đi. Nhưng mà con người đâu sống lâu vậy. Rốt cùng chúng ta sẽ chết. Và khi chết chúng ta sẽ đi về đâu? Có người nói là chết rồi hết. Đến đây sống nhằn rằng chết rồi hết. Còn thua một con vật đó hả? Thua một con khỉ đó hả? Đâu có được. Chúng ta là con người. Tại sao là chúng ta gọi là con người? Vì chúng ta là con cái của Thượng Đế. Kính thưa anh chị em thương mến, tất cả chúng ta sẽ đối diện với sự chết. Và ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta với Thượng Đế, tức là Chúa Cha, tức là Thiên Thượng, mà ông bà tổ tiên chúng ta thờ là ông trời. Phật Thích Ca thờ là Thiên Thượng, Chúa Giêsu thờ là Chúa Cha. Và tôi nghĩ rằng danh từ Chúa Cha gần gũi lắm, gần gũi hơn tất cả. Và thời mạt kiếp này, Chúa Cha ban cho chúng ta nhân loại một danh xưng mới khi chúng ta nói đến Thiên Thượng, tâm sự với Thiên Thượng, với Chúa Cha. Danh xưng đó là Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, là Cha của chúng ta, Cha chung của chúng ta. Để kính thưa đồng bào thương mến, tôi xin dẫn chứng, chúng ta có đầy đủ phương tiện để mà làm việc lấy lại danh dự của dân tộc và đất nước chúng ta khỏi những bọn tham nhũng tài phiệt quốc tế, đó là bọn siêu quy khuẩn ăn hại và bọn tài phiệt quốc tế tự do quá trớn. Tự do nhưng mà tự do quá trớn là thành quỷ Satan rồi, mà quỷ Satan là cộng sản. Kính thưa đồng bào thương mến, ngày 29 tháng 8 năm 2009, trong lúc tôi cầu nguyện cùng đồng bào ở ngoài giữa trời để xin Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, ông bà và ông bà tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta ban ơn cứu rỗi và tha tội cho chúng ta, dân tộc Việt chúng ta nói chung và cho cả thế giới nói riêng. Ngày hôm đó tôi dùng ảnh tượng thánh giá linh thiêng này cầu nguyện. Và thưa đồng bào, sự việc vô cùng vĩ đại mà nhân loại đã nhận được qua người Việt Nam chúng ta. Vì tôi là người Việt Nam mà, và đồng bào cầu nguyện ngày hôm đó là người Việt Nam mà. Thiên Chúa Giêsu hiện ra trên nền trời. Đây là hình ảnh Thiên Chúa Giêsu hiện ra trên nền trời ngày 29 tháng 8, trong lúc tôi cầu nguyện cùng đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Kính thưa đồng bào thương mến, đồng bào nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt của Thiên Chúa Giêsu hiện ra trên mây. Mắt, mũi, miệng và râu khuôn mặt của Ngài ở đây. Mà trong hình ảnh này có hình ảnh sư tử nhà Giuđa, mà trong Kinh Thánh sách Khải Huyền có nói cách nay hàng ngàn năm về trước.
Ông bà nhìn cho kỹ, đó là khuôn mặt của Thiên Chúa Giê-xu đã hiện ra. Và đồng bà hãy nhìn hình ảnh này. Đây, ngày hôm đó đây, tôi ôm ảnh tượng thánh giá, tôi cầu nguyện. Và khi mà chúng ta xây về hướng này thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy khuôn mặt này là khuôn mặt này. Hình ảnh này, hai hình ảnh này chụp nhau cách nhau khoảng chừng 1-2 phút đồng hồ. Mà ở trên mây thì gió thổi 50 mai, 100 mai một giờ lận. Nhưng mà cái nét vẫn còn. Kính thưa đồng bào thượng mến. Và ngày hôm đó có thêm một hình ảnh vô cùng đặc biệt nữa hiện ra để nhắc nhở cho nhân loại là hãy lo ăn năn sám hối và hãy lo cậy trông vào Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Bằng ngược lại, những kẻ nào ích kỷ kiêu ngạo, sống nghịch ý trời, không biết cậy trông vào Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, thì những kẻ đó sẽ bị quỷ Sa-tăng bắt làm nô lệ hàng ngàn năm, vô cùng khủng khiếp. Tôi cần chia sẻ cho đồng bào được biết hình ảnh đó. Và thưa đồng bào, tôi không thích làm chuyện này, tôi không muốn làm chuyện này, nhưng mà tôi cần phải làm những chuyện này, vì đây là lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Qua sự cầu bầu của ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta và Thượng Đế Toàn Năng đã cho phép tôi giáng lâm một lần nữa để mà đưa những tin mừng vô cùng vĩ đại này đến cho đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta nói riêng, và đồng thời đưa những tin này đến cho tất cả nhân loại nói chung. Và sự việc này, đồng bào được mời gọi để nhập cuộc cùng tôi để cùng làm việc, vì Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã có phần thưởng cho mỗi chúng ta, cho những ai biết vâng lời Ngài và thực thi những việc này. Tiếp theo sau đây, tôi sẽ trình bày một hình ảnh vô cùng đặc biệt mà khi đồng bào xem, đồng bào có thể run rẩy nếu mà đồng bào hiểu tới. Hình ảnh này khi mà làm đậm là hình ảnh này, tức là hình ảnh này đây. Đó. Hình ảnh kế tiếp hiện ra sau hình ảnh này là hình ảnh kế tiếp tôi cần trình bày cho đồng bào đây. Vô cùng quan trọng. Đó là hình ảnh Chúa Thánh Thần, Chúa Giê-xu hiện ra, và đồng thời có quỷ Sa-tăng hiện ra. Và đương nhiên tôi là người đang đứng ôm tượng thánh giá cầu nguyện đây. Đồng bào nhìn kỹ hình này, đồng bào thấy gì? Trước tiên quay về hướng này, đây là khuôn mặt Chúa Giê-xu mà tôi đã trình bày. Đồng bào quay về hướng này, chúng ta thấy gì đây? Đương nhiên con người đang đứng cầu nguyện đó là tôi, ôm ảnh tượng thánh giá. Và trên đây là hình ảnh gì đây? Trên đây là hình ảnh quỷ Sa-tăng hiện ra. Cái đầu đây nè, mình đây nè, và cái mình của nó dài tới đây. Mình quỷ mãng xà xa xuống quả địa cầu, hiện ra hình quỷ Sa-tăng và đứng sau người ta và xung quanh con người chúng ta để sẵn sàng cám dỗ và bắt những linh hồn nào thuần phục chúng nó. Đây là hình ảnh thiên thần Lucifer đã phạm tội kiêu ngạo và đã bị Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đuổi ra khỏi thiên đàng và xa xuống quả địa cầu, biến thành quỷ Sa-tăng đi khắp đây đó vô số kể, nhiều lắm, để cám dỗ và bắt
con người làm nô lệ cho chúng. Thế nhưng những ai có niềm tin và cậy trông cũng như sống theo những điều chỉ dạy của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng qua sự dạy dỗ của Thiên Chúa Giê-xu thì chắc chắn bọn quỷ Sa-tăng sẽ không cướp mất linh hồn của chúng ta. Nhớ điều đó. Đồng bào thấy hình ảnh này rõ chưa? Bây giờ tôi xây qua phía này để cho đồng bào coi là hình ảnh màu trung thực. Đây, màu trung thực. Quỷ Sa-tăng, con rắn hiện xuống đây thành quỷ Sa-tăng, đầu đây, mình đây và mình mẩy của nó đây. Còn đây là mặt Chúa đây, vẫn còn đây. Và đây là hình ảnh Chúa Thánh Thần giăng tay ra đây. Và khi tôi quay về hướng này, cái màu làm đậm hơn để cho đồng bào nhận diện cho rõ. Kính thưa đồng bào quý mến, kể đến nữa, trong lúc tôi làm thời gian tôi làm việc, có một lần chúng ta cầu nguyện và hình ảnh vô cùng đặc biệt, Chúa Thánh Thần hiện ra với dạng là 7 chim bồ câu, mà trong khi đó tôi xin được điềm lạ. Ngày hôm đó sau khi cầu nguyện xong, tôi ngước mặt lên trời, tôi thấy một đàn chim cả ngàn con chim bay trên cao lắm và bay thẳng đến tôi và từ trên bay xuống. Mà khi đến gần đến đầu tôi thì hàng ngàn con chim đã tách ra, và lúc đó chỉ chừa lại đúng 7 con thôi. 7 con đây là số của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, là số 7 bay thẳng xuống đầu tôi và hiện ra rất rõ ràng và chúng tôi đã chụp được. Rồi có một lần chúng tôi cầu nguyện thì linh hồn của những chiến sĩ trận vong, họ đã chết rồi, thế nhưng linh hồn của họ vẫn còn sống và họ đã bay ra và đã hiện ra trên mây để phù trợ và ủng hộ việc làm của chúng ta, là việc làm chuông gọi hồn trình diện Thượng Đế và việc làm Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt. Đây, khuôn mặt chiến sĩ, đồng bào nhìn cho rõ. Cái nón đây, mắt đây, mũi đây gãy rồi, miệng bị hư rồi, da bị cháy rồi, vì bom đạn của bọn cộng sản siêu quy khuẩn ăn hại và bọn tài phiệt tự do quốc tế, tự do quá trớn. Bom đạn của hai bọn này đã giết người Việt chúng ta. Và đến giờ phút này chúng ta không cho phép chúng nó làm điều đó. Vì chúng ta đã được sự bao che và sự dạy dỗ và hướng dẫn và bảo vệ của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta, cũng như cùng những anh linh, anh hùng chiến sĩ đã hiện ra phù trợ cho chúng ta làm việc. Kính thưa đồng bào thượng mến, kế đến nữa, tôi cần trình bày cho đồng bào biết, đây là hình ảnh của ông bà Tổ tiên chúng ta hiện ra vào ngày, để tôi coi coi cái ngày mấy nha. Kính thưa đồng bào quý mến, vào ngày 2 tháng 5 năm 2010, trong lúc tôi cầu nguyện cùng đồng bào chúng ta ở tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, ngày 2 tháng 5 năm 2010, ngày mà tôi vâng lệnh Cha Trời tổ chức kêu gọi đồng bào hãy bước ra gia nhập Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt để làm việc, thì ngày hôm đó vào khoảng 2:15 là lúc mà ông bà tổ tiên chúng ta đã kết tụ bằng oxygen, mây trắng pure oxygen hiện ra trên nền trời. Đồng bào nhìn kỹ sẽ thấy đây là ông rồng Vương Đạo Việt và đây là bà Phụng Hoàng ở đây. Đồng bào thấy không?
mắt mũi đầu, mình ông rồng đây, chân đây, còn đây bà Phụng đây, đầu ở đây, cánh ở đây, đuôi nơi đây, và con cái thì đông lắm. Mà ba, mà bà Phụng Hoàng mà lúc nào cũng hiện xuống trước, tại vì bà là mẹ, lúc nào cũng gần gũi con cái hơn. Còn ông tổ chúng ta là ông rồng, ông bay ở trên, ông bà thấy rõ chưa? Đó, ông bà thấy rõ chưa? Thưa đồng bào thương mến, kế đến, đúng một năm sau ngày kỷ niệm, đúng một năm ngày Thiên Chúa Giêsu hiện ra trên nền trời, thì tôi cùng gia đình tôi cầu nguyện phía sau sân nhà. Và ngày hôm đó tôi ước ao xin Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng làm phép lạ, hiện ra để dạy dỗ và hướng dẫn nhân loại. Thì sau khi gia đình chúng tôi cầu nguyện chưa đầy 10 phút, thì thưa đồng bào thương mến, một hình ảnh vô cùng vĩ đại và quan trọng đã hiện ra, kết tụ bởi oxygen, mây trắng. Đó là hình ảnh sư tử nhà Juda, sư tử cha bảo vệ sư tử con hiện ra trên nền trời. Và sư tử nhà Juda phần này, sách Khải Huyền có nói cách đây hàng ngàn năm về trước. Và đây tôi cần trình bày cho đồng bào được thấy hình ảnh sư tử nhà Juda hiện ra ngày 29 tháng 8 năm 2010, tức là đúng một năm sau khi khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra trên nền trời, cũng như những hình ảnh đặc biệt Chúa Thánh Thần đã hiện ra và tôi đã trình bày cùng đồng bào. Đồng bào nhìn cho kỹ, chúng ta thấy gì đây? Chúng ta thấy mắt, mũi miệng và mình mẩy chân này, body đây, sư tử cha. Còn đây là sư tử con ở đây, đầu nơi đây, miệng nơi đây, răng nơi đây, và lưỡi nơi đây, há miệng ra, cái đầu đây, và đuôi đây, và chân ở đây, đang bò ở đầu sư tử cha chơi. Và một sư tử con nữa là chân ở đây, đuôi ở đây, và đầu hướng này. Ba cha con bay ngang qua mặt trời, và tôi đã chụp được hình ảnh này. Sách Khải Huyền có nói, thưa đồng bào quý mến, chứ không phải tôi nói. Tôi làm màu đậm hơn background để cho đồng bào nhận diện rõ hơn. Và chút nữa đây tôi sẽ cho đồng bào coi màu gốc như thế nào. Hình ảnh này chụp vào khoảng 9 giờ 40 phút sáng ngày 29 tháng 8 năm 2010. Rồi cũng cùng ngày đó, khi tôi ra chỗ tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở Westminster để cầu nguyện cùng đồng bào, thì chúng ta nhận được hình ảnh đặc biệt này hiện ra trên nền trời, mà sách Khải Huyền Thánh John có nói về phần này cách đây hàng ngàn năm về trước. Đó là sư tử rồng, attack lion, tức là hình ảnh sư tử này sẽ tiêu diệt những kẻ ác, những kẻ cố chấp kiêu ngạo, không lo ăn năn sám hối, mà đã kết tụ với quỷ Satan để làm nô lệ cho quỷ Satan, để làm những việc ác độc, thì sẽ bị sư tử này trừng trị. Đồng bào nhìn thấy rõ, đầu đây, mình đây, và móng vuốt đây sẵn sàng tiêu diệt những kẻ ác. Và đồng bào nhìn kỹ ở dưới này là thấy đây là hình ảnh chim bồ câu ở đây, giống như là Chúa Thánh Thần. Bây giờ tôi xoay qua đây, tôi làm màu đậm hơn để cho đồng bào có thể nhận diện cho rõ hơn. Kính thưa đồng bào thương mến,
sư tử nhà Giuđa, sách Khải Huyền có nói về phần này, và có Chúa Thánh Thần đi cùng để làm việc tiêu diệt quỷ dữ, ngõ hầu cứu rỗi những kẻ hiền hòa. Kính thưa đồng bào thương mến, và thưa đồng bào thương mến, tiếp sau đây tôi cần trình bày cho đồng bào được biết một hình ảnh vô cùng khủng khiếp mà những kẻ ác cần phải biết để mà lo sám hối gấp. Hình ảnh này tôi chụp được vào ngày 1 tháng 1 năm 2011 ở tại Boza, trên nền trời trước cửa Phước Lộc Thọ ở khu chợ 99. Sau khi cầu nguyện cùng đồng bào, đầu tiên là quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng hiện ra với một dòng cầu ngũ sắc bao xung quanh mặt trời. Và thưa đồng bào thương mến, ngày hôm đó có khuôn mặt Chúa Giê-xu đau khổ hiện ra, và đồng thời có điềm tsunami trong tương lai sẽ xảy ra, và nước sẽ dâng tới mây, tức là gấp trăm gấp ngàn lần bão ngày hôm qua ở tại New York. Đồng bào có coi news, đồng bào biết mà, ngày hôm qua là bão ở miền đông bắc nước Mỹ đã gây ra 7 triệu người không có điện và nước ngập vào những thành phố, phải nói là vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, hình ảnh mà tôi chụp được do Thượng Đế báo trước cho biết là sẽ có động đất tsunami và nước sẽ dâng tới tận mây, thì đó là ngày mà chúng ta nhân loại cần phải chuẩn bị để mà đề phòng. Và ngày đó xảy ra thì chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể cứu được chúng ta thôi, chứ chẳng có ai được cứu đâu, không ai cứu được chúng ta đâu. Trở lại vấn đề này, cũng cùng ngày hôm đó tôi chụp được hình ảnh, đồng bào nhìn kỹ, đồng bào sẽ thấy trong đây có hình ảnh tsunami trong đây, và có hình ảnh quỷ Sa-tăng hiện ra và đang nuốt những linh hồn yếu đuối. Những linh hồn yếu đuối đang quỳ lị nó đây, muốn làm nô lệ cho nó đây. Tức là khi mà con người phạm tội tham sân si, tức là con người đang quỳ gối để nạp linh hồn đời sống cho quỷ Sa-tăng, và chúng nó sẽ bắt những linh hồn đó làm nô lệ cho nó. Đồng bào nhìn kỹ đây, thấy mắt nó đây, mắt đây nè, mũi đây, miệng đây, và nó sẵn sàng hút những linh hồn theo nó, muốn theo nó. Tức là những linh hồn nào tham sân si thì đã bị mắc mưu chúng nó rồi, và nếu không xa lánh chúng nó thì chúng nó là quỷ Sa-tăng sẽ bắt những linh hồn đó làm nô lệ hàng ngàn năm, khổ sở lắm đồng bào ơi. Vì thế tôi kêu gọi tất cả nhân loại, và nhất là dân tộc Việt chúng ta, hãy cùng nhau gia nhập Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt để làm việc. Thứ nhất là cùng nhau cứu nguy dân Việt chúng ta theo sự chỉ huy và dạy bảo của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và đồng thời chúng ta được may mắn làm việc góp phần vào việc chuông gọi hồn trình diện Thượng Đế, vì thời mạt kiếp bắt đầu xảy ra, tức là tận thế gần kề lắm rồi. Tận thế để cứu rỗi những người hiền hòa biết cố gắng sống theo những điều chỉ dạy của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và tận thế để xét xử người lành kẻ dữ. Và đương nhiên tận thế để trừng trị những kẻ ác, đó là quỷ Sa-tăng, quỷ râu xanh và những kẻ theo chúng. Kính thưa đồng bào thượng mến,
chúng ta đã có đầy đủ phương tiện rồi. Tại sao khi mà tôi đưa lên tất cả những hình ảnh này lên YouTube, Internet trên 3 năm nay và tôi kêu đích danh leader trên thế giới để đối chiếu những phần này, vì những hình ảnh này có copyright ở tại Hàn Lâm Viện Quốc tế Washington DC. Thành ra những hình ảnh này là những hình ảnh thật hiện ra trên nền trời. Và tất cả những leader trên thế giới đã khiếp sợ và họ không dám đá động gì tới hết. Lý do tại sao? Vì nếu họ xác nhận và đối diện với những hình ảnh này thì bắt buộc họ phải thay đổi đời sống của họ. Vì đời sống của họ hiện tại bây giờ đa số hầu hết điều khiển bởi Satan thua là những đồ chơi của quỷ, là gì? Là tham sân si, danh vọng ảo quyền, thế gian xảo, vật chất, danh vọng ảo quyền, thế gian xảo. Đó là Satan thua. Kính thưa đồng bào thân mến, họ chưa đủ can đảm, họ chưa đủ quyết định mạnh dạng dứt khoát với những sai lầm của họ. Thành ra họ chưa dám đối diện với những hình ảnh mà tôi đưa lên Internet, YouTube trên 3 năm nay. Những hình ảnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi thông báo cho họ để họ tỉnh thức, thông báo cho đất nước họ, dân tộc họ được biết, ngõ hầu chính họ và dân tộc họ được cứu rỗi vào thời mặt kiếp này. Và kính thưa đồng bào thân mến, rốt cùng khi những tai nạn càn khôn chuyển mình, ví dụ như động đất, tsunami, đói kém, chiến tranh vô cùng khủng khiếp xảy ra, thì lúc đó họ mới khiếp sợ và sẽ đối diện với những phép lạ hình ảnh mà tôi đã đưa lên Internet. Để chi? Để ngõ hầu chính họ và gia đình họ và đất nước họ cứu rỗi. Tuy nhiên, đất nước nào chậm trễ và leader nào chậm trễ thì đất nước của họ sẽ bị tận diệt nhiều hơn. Còn những đất nước nào thức tỉnh, biết đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng mà tôi vừa trình bày, thì những đất nước đó sẽ được có nhiều người được cứu rỗi. Vì thế tôi tha thiết kêu gọi tất cả đồng bào ruột thịt, anh chị em thương mến, dân Việt của chúng ta, hãy tỉnh thức thông báo cho toàn thể đồng bào ruột thịt của chúng ta ở khắp năm châu được biết nói riêng và cho tất cả nhân loại được biết nói chung. Vì chúng ta rất là may mắn, dân tộc chúng ta là người Việt được Thượng Đế chọn lựa để biết những sự việc này trước, và Ngài mời gọi chúng ta góp phần vào việc làm chuông gọi hồn trình diện Thượng Đế vô cùng vĩ đại. Và chúng ta người Việt rất là may mắn vì chúng ta đã có phần thưởng sẵn ở nước thiên đàng rồi. Thượng Đế đã dành sẵn cho chúng ta. Chúng ta có làm và nhận hay không? Còn nếu chúng ta không làm thì Thượng Đế sẽ ban cho những dân tộc khác. Thì ráng chịu thôi. Kính thưa đồng bào thân mến, một lần nữa, đó là những phương tiện để mà chúng ta làm việc lấy lại danh dự dân tộc chúng ta và đất nước chúng ta khỏi những bất công áp bức đã và đang hành hạ dân tộc chúng ta bấy lâu nay. Kính thưa đồng bào thân mến, đó là những phương tiện mà nhân loại không thể nào có được để mà cho chúng ta. Vì những phương tiện này là của thiên thượng, của Cha Trời, mà khi của Cha Trời thì tất cả nhân loại cần đến. Và vì thế khi họ nhận diện được những hình ảnh này thì từ đó cả thế giới sẽ kính nể và quý mến dân tộc chúng ta. Và từ đó họ bằng mọi cách sẽ tìm cách để phụ giúp chúng ta làm những việc chúng ta cần phải làm để cùng nhau làm việc, ngõ hầu chính họ và dân tộc đất nước họ
được cứu rỗi. Nói chung chứ không nói riêng về dân tộc chúng ta. Lúc đó họ sẽ quý trọng dân Việt chúng ta vô cùng. Và lúc đó chế độ cộng sản và chế độ tư bản tự do quá trớn sẽ không còn được phép và không dám hành hạ dân tộc và đất nước chúng ta nữa. Kính thưa đồng bào thân mến, vì lẽ đó tôi kêu gọi tất cả người Việt mắc bệnh cộng sản, hoặc là những người Việt mắc bệnh tham sân si, hoặc là những người Việt tự cho là người Việt quốc gia mà bấy lâu nay vẫn còn nằm chờ ra nghĩa địa, chưa gia nhập vào hội đồng cứu nguy dân Việt, hãy lo sốt sắng nghe lời dạy bảo của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta. Mở miệng tôi nhắc nhở cho quý vị để cùng nhau gia nhập hội đồng cứu nguy dân Việt để làm việc gấp, ngõ hầu tất cả chúng ta được vui mừng và được cứu rỗi, được sống sung mãn và vô cùng tuyệt vời, đời đời kiếp kiếp cùng Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là cha chung của chúng ta cũng như cha chung của tất cả nhân loại. Một lần nữa, tôi Thánh Giống Đại Việt Vương Đạo, công bình bác ái, thương yêu đùm bọc tha thứ cho nhau, xin cúi đầu nghiêng mình kính chào tạm biệt. Tôi nói thân mến, đó là sấm điển ngày hôm nay. Tôi làm việc không có giấy tờ ghi trước gì hết, tại vì điển của Thượng Đế ban xuống cha chúng ta, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta ban xuống thì tôi phải phát ra. Chứ nếu tôi không phát ra thì tối nay là tôi chết á. Thành ra mong đồng bào thông cảm, nếu tôi có nói gì mà đồng bào chưa hiểu tới mà có giận tôi thì xin làm ơn bỏ qua. Mà nếu mà không bỏ qua thì tôi cũng chịu thôi, chứ tôi cũng không biết làm gì hết. Thank you. Cảm ơn.